Ok, mình làm tiếp nha. Cô. Rồi, con làm tiếp cho cô. Con làm câu số 1 trước nào. Is your long Chờ chút cô có con. Write down. My Short? street is short. My street is short. My street. Okay, how many people live in your house? House. Rồi cô đơn đếm gia đình con bốn người không phải tiền chỉ hai người. Cái này thiếu rồi nha, my street phải có chữ y nữa ở đây nữa nha. Anh cô cái máy này bị đơ chuẩn cho cô. Nó đang bị chơi bằng cấp bất thường. Ok, vậy thì trả lời trước cho cô. How many people live in your house? Nine people live in my house. Very good. Do your grandfathers and grandmother live with you? Do your grandfather and grandmother live with you? Là No, yes or no 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 Con hiểu câu này không? Dịch cho cô nè. you Không không dịch 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 cô gặp từ nào thì dịch từ đó. Ông và bà của bạn sống ở đâu? Sống với bạn. Sống với bạn. With là với. Độ yes or no? Yes. Yes, ok. Câu số 4. Have you got school? Yes, I have. Yes, đúng rồi. 5. Has your family? No, has. No. No, has. No, my family hasn't. No family. Hasn't. Okay, Hello. tiếp. Draw circles, flowers about your family and home and write their name. Okay, bây giờ con nhìn nha. Những cái chỗ chấm chấm thì con sẽ điền tên. Những cái ô thì con sẽ chọn một trong hai ô. Sau đó thì mình sẽ hoàn thành cái bài viết về gia đình của mình nha. Ủa là sao cô? Dạ xong cái ủa là sao cô? Ủa là sao cô? Có nghĩa là cái tên điền tên gì cho cô? Ví dụ đây, đọc cho cô. This. This is me. My name is Vân Trang. Đúng rồi, viết tên vào đây. Tại vì hai. Rồi. Ôi rồi. Chị vô cửa sân được có dấu chứ. Phần trẻ. Sao tên kiểu mẹ có lúc bị dở hơi. Sao mà Rồi tiếp ai?
I live in a big house. Big house. Ok, chọn đi, chọn chữ big và chọn chữ house, khoanh tròn vào. Từ từ, cô. Ở đây không nghe rõ vì cái đường cong nó có tiếng kêu. Ổn lắm. Cô nhìn họ một mệt ạ. With my, con có thể khoanh tròn ha, con có thể khoanh tròn những cái từ đó lại. Xong rồi cô. Câu tiếp theo. Ai sống kế bên chúng tôi nè? Có ai không? Dạ. Ok, vậy mình gạch câu đó nha. Mình bỏ câu này đi. Làm câu tiếp theo. With my animal. Cũng không có animal luôn. À có cái này, có cái này thì có. Không, cũng có, không có gì hết cô. We love gì nào? We love cat and dog and đây cô. Rồi, but we haven't got a không có cái bài. Không có cái gì hết cổ rồi. Rồi, vậy bây giờ mình đã hoàn thành xong cái bài viết về gia đình mình đúng không? Bây giờ con đọc cho cô nào. Con đọc cho cô cái bài đó nào. It's a me, my even Chang. I live in a big house with my mom, dad, and sister, and grandma, and grandpa. We love cats, dogs, and love dogs and gì nữa? And garden. Put we have had got a cat dog garden. Okay, has got gardens. Right. Ok, vậy bây giờ mình... Ok, được rồi. Oh, that's all for today. Thank you. Đó, vậy là mình làm hết rồi, được chưa? Vậy thôi. Thì về nhà, hôm nay bài tập về nhà của mình là gì? Mình vẫn tiếp tục ôn tập lại những cái từ vựng. My mother, cousin, father. Hôm sau cô vẫn tiếp tục kiểm tra. Từ nào mình chưa thuộc thì mình phải tập trung hơn, đúng không? Con có biết những từ nào mà mình chưa biết cách đọc không? Dạ, không cô. Có thì có dùng app của cô, còn điện giờ nghe họ nói. Ừ, đúng rồi, mình cứ mở ra, mình nghe họ nói. Là thứ nhất. Thứ hai là con có cái phần gì để học ta? Ok, về học thuộc cho cô. Ví dụ ai có nghĩa là tôi, thì my có nghĩa là gì? My có nghĩa là của tôi. Đó, học cái bảng đó cho cô nha. Con có ghi tiếng Việt của ai là you quay đây SAC luôn rồi. Cái đó con biết chưa? Đi hết rồi cô, mà con lâu lâu con quên. Vậy thì mình chỉ cần học thôi.
Ok, vậy được chưa? Nghỉ nha. Cảm ơn.